Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 8 giờ ngày mùng 5 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay ngày 5 tháng 2, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Cũng trong ngày hôm nay, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi thăm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Viễn thông Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng ngày, Thư viện tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách báo xuân và lễ hội thư pháp Mừng đất nước đổi mới, Mừng đảng quang vinh, Mừng xuân giáp thìn. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo. Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ đón và trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên người lao động về quê đón Tết trên chuyến tàu công đoàn năm 1924. Tới sự và chia sẻ niềm vui với công nhân người lao động, có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa. Chuyến tàu mang số hiệu SE8 khởi hành từ Khang di An, tỉnh Bình Dương, đưa 57 công nhân về đến ga Thanh Hóa. Đây là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhiều thành tích trong lao động sản xuất được tặng vé tàu về quê đón Tết. Theo chương trình hành trình Tết công đoàn Xuân 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngoài ra Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cũng đã bố trí 7 xe ô tô để đưa đón công nhân số đoàn viên công đoàn, công nhân lao động còn lại đã chủ động được xe về. Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ tiền xe là 200.000 đồng một người. Trong những ngày tới, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đón thêm những chuyến tàu chở công nhân về quê ăn Tết với tổng số 500 công nhân lao động là con em Thanh Hóa đang làm việc ở các tỉnh phía Nam. Ngoài những tấm vé tàu, công nhân còn được tặng vé xe, vé máy bay để về quê ăn Tết. Thời gian qua, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tích cực công khai các thông tin trong giao dịch tín dụng, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động giao dịch tại xã thị trấn nhằm triển khai kịp thời nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đến các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Năm 2023, ngân hàng đã giải ngân 4.542 tỷ đồng cho gần 82.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 13.794 tỷ đồng với gần 251.000 hộ đang vay vốn. Năm 2024, ngân hàng phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 8%. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 tỉnh Thanh Hóa có 90 em dự thi, 84 em có giải, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đạt giải. Trong số 90 học sinh dự thi, có 2 em lớp 10 thi môn địa lý và đều đạt giải. Ngoài ra, còn có em Lê Nguyễn Mai Phương, lớp 12 chuyên văn, trường Trung học phổ Hổ thông Chuyên Lam Sơn, xuất sắc giành giải nhất môn ngữ văn lần đầu tiên cho tỉnh. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp đã trao thưởng cho các giáo viên học sinh đạt giải quốc gia Trung học phổ Hổ thông năm học 2023-2024. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu của du khách đến dân hương tham quan vãn cảnh, thời gian qua Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đã tăng cường đầu tư nâng cấp cải tạo khu di tích, đầu tư 10 chiếc xe điện để đưa đón khách đến các điểm tham quan, tăng cường các sản phẩm đặc sản của địa phương phục vụ du khách. Năm 2024, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đặt ra mục tiêu đón trên 350.000 lượt du khách. Quan Sơn hiện có 65 tổ chức công đoàn cơ sở với gần 1.900 đoàn viên người lao động, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện đã huy động các nguồn lực hợp pháp tổ chức chương trình Tết xung Vầy Xuân Bình An. Tại chương trình này, huyện đã trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên người lao động với tổng số tiền 246 triệu đồng, trong đó hỗ trợ xây dựng bãi ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở chỉ giá 45 triệu đồng, hỗ trợ 5 đoàn viên bị bệnh nặng với tổng kinh phí hỗ trợ 11,5 triệu đồng, và trao 100 xuất quà trị giá 1,3 triệu đồng một xuất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiếp theo là phần tin trong nước. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 33 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc đề xuất cho phép Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã luôn nêu cao tinh thần tích cực chủ động đào tạo nguồn nhân lực của đất nước trong tình hình mới. Giá lúa khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có sự giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức 635 đến 640 đô la Mỹ một tấn, tăng so với mức 630 đô la Mỹ một tấn trong một tuần trước. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch khoảng 92.600 hectare, tăng 3,7% so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch 552.200 tấn, tăng 10,6%. Mới đây, có 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu 300.000 tấn gạo xuất khẩu sang thị trường Indonesia trong đợt phát thầu nhập khẩu gạo đầu năm 2024 của nước này. Các doanh nghiệp trúng thầu sẽ phải giao hàng trong tháng 2 và 3 năm 2024. Thời điểm Việt Nam thu hoạch rộ lúa gạo vụ đông xuân, điều này sẽ góp phần tích cực cho thị trường lúa gạo trong nước thời gian tới tổng cục dự trữ nhà nước vừa có các quyết định giao các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp gần 12.740 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 849.127 người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Tổng cục dự trữ nhà nước giao các cục dự trữ khu vực thực hiện đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 khẩn trương xuất cấp vận chuyển và giao trên 10.400 tấn để hỗ trợ cho người dân của 17 địa phương và để người dân không bị thiếu đói trong thời gian Giáp Hạt năm 2024. Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Hà Bắc trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 hoàn thành xuất cấp vận chuyển và bàn giao trên 2.300 tấn để hỗ trợ người dân của 7 tỉnh. Hai địa phương vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS là Thái Bình và Sơn La. Tại Việt Nam, hiện có hai đơn vị trên tổ chức thi IELTS được cấp phép là Hội đồng Anh và Tổ chức Giáo dục IDP. Như vậy, kể từ 29 tháng 1, Tổng số trung tâm khảo thí IELTS của hai đơn vị này tăng lên con số 47. Trong đó số trung tâm khảo thí IELTS của Hội đồng Anh tại Việt Nam là 20 địa điểm phân bổ ở 15 tỉnh thành, con số trung tâm khảo thí IELTS của tổ chức ITP là 27 tại 17 tỉnh thành trên cả nước. Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin chính thức quy định về việc tuyển sinh quân đội năm 2024. Theo đó, năm 2024, các trường quân đội tiếp tục xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bên cạnh đó, các trường quân đội có thêm hai phương thức xét tuyển mới. Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý với cách tính điểm tuyển sinh. Các trường thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài quân đội, nhưng sẽ xác định điểm chuẩn riêng theo đối tượng nam nữ, theo thí sinh có nơi thường trú đã được đăng ký đúng quy định ở khu vực phía Bắc và ở khu vực phía Nam hoặc theo từng quân khu. Các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan trong 3 ngày, mùng 1 đến mùng 3 Tết sắp thìn. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô Đô Huế tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đặc sắc tại các di tích để phục vụ người dân và du khách. Tại Bình Dương, lễ tiễn thanh niên công nhân và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên chuyến xe không đồng vừa diễn ra ý nghĩa và cảm động. Tính đến thời điểm này, đã có 16 chuyến xe với tổng cộng 340 thanh niên công nhân, 158 người lao động, 142 học sinh và sinh viên được đưa về các tỉnh miền Trung. Thống kê của Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất từ 0 giờ ngày mùng 1 đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 2, tức từ ngày 22 đến 24 tháng Chạp, cảng hàng không này khai thác hơn 1.100 chuyến. Trong số này có 659 chuyến bị chậm giờ, chiếm gần 60%. Tình trạng chuyến bay bị trễ chuyến nhiều xảy ra từ ngày 1 tháng 2 do so sương mùa ở các tỉnh phía Bắc khiến nhiều máy bay không thể cất hạ cánh đúng giờ. Việc này ảnh hưởng dây chuyền đến thời gian khởi hành giữa các sân bay, đặc biệt là tân Sơn nhất, đầu mối hàng không lớn nhất nước. Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô tải đang đậu đỗ tại bãi đất trống thuộc khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe tải có gần 16.000 chai rượu có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa và phương tiện tạm giữ ước tính trên 15 tỷ đồng. Các tài xế khai nhận được thuê vận chuyển mặt hàng rượu ngoại và đường cát nhập lậu từ các tỉnh Long An, Bình Phước về tỉnh Bình Dương để phân phối, đi các tỉnh thành tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 2, tức là từ đêm 25 đến 28 tháng Chạp, khu vực Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 2, tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết. Ngày mùng 8 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ, rải rác. Từ ngày mùng 9 tháng 2 có mưa vài nơi, trời chuyển rét, vùng núi có khả năng, xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ đêm mùng 4 đến mùng 7 tháng 2, tức là từ đêm 25 đến 28 tháng Chạp, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, rải rác, chưa chiều trời nắng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau